Xin chào các bạn nha, mình đang có mặt tại đường Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng. Bây giờ là 6 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2017. Di Linh, Lâm Đồng nha các bạn. Hoàng Châu, Di Linh. Hai anh em đang hướng lên đi Đà Lạt. Giờ từ Phan Thiết chạy lên này. Ok, đi đường khá là lạnh. Đi ngang mấy con đèo thì bị mắc sóng mình nổi. Giờ sẽ tiếp tục lên đường đến thành phố Đà Lạt. Dạ hai anh em nạp năng lượng đây. Nạp năng lượng mình không lo. Hiện kêu ăn cơm. Ăn gì đó rồi tiếp tục. Mà giờ lên là lại ăn cơm phí. Mà hiện tại là để chiến đấu lên đó. Bạn không? Không à, nóng à. Đồ. Ăn đi. Xong rồi tiếp tục lên đường. Hẹn gặp lại ở Đà Lạt nha.